Chào tất cả quý vị nha, mời quý vị cùng đến với lễ chuộc hồn nhá, chuộc xoay chuộc chỗ nhá, khao tổ nhá, ở tu đồn Văn Quan Lạng Sơn nhá. Bây giờ các thầy đang chuẩn bị làm lều để chuộc những hồn nhá quý vị nhá. Thiên Hồng chủ trì lễ ngày hôm nay nhá, Thiên Hồng vừa đi vào trong cửa nhá. Đây là quang cảnh xung quanh đây quý vị. Cây kia, kia là cái bàn chổ nha quý vị nhé. Nó gọi là bàn xoay. Đây là những cái lều để dành cho hồn về nha quý vị. Kia là gương lược, khăn mặt, chậu nước để cho hồn tắm giặt nha quý vị, vào trong lều là thay quần áo nhé, trước khi về với tổ tiên nha quý vị. Còn chú chủ nhà mà áo thun trắng nha, chú Phương nha quý vị. Ở đây là phố Đức Hinh và thị trấn Văn Quan nhé. Đây là quang cảnh xung quanh nha quý vị. Đây là đường hướng về Bình Gia, Bắc Sơn, Thái Nguyên nha quý vị. Đây là có những ngọn núi rất là đẹp này. Còn đây là đường hướng về Lạng Sơn quý vị. Lạng Sơn đầu năm. Quý vị bấm đăng ký để xem những phần tiếp theo nhé. Đêm nay sẽ có phần hồn về nhé. Đây là nhà, đây là nhà gia chủ nha quý vị. Nhà gia chủ thì vừa mới xây xong nhé, rất là đẹp. Đằng sau có ngọn núi nhé, quý vị nhìn thấy không? Đây là thầy Tàu Thuận này đang chuẩn bị nhé quý vị. Bây giờ mời quý vị nghe vào nghe hát then nhé. Đây là bàn chủ đang chuẩn bị hoàn thành nhé. Có những cái hình nhân đếm họa không ạ? Và 9 cái bát cắm 9 cái chuối với nhau quý vị nhá. 9 cái bát này tượng trưng cho 9 đời đổ lại. Đây là sàn do để tí nữa thể cho vào những cái chậu như quý vị. Và cái mâm mâm do lấy cái rổ sáng đều hơn các bạn, cho qua một cái rổ ấy lắc 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 nó đều hơn cái giá ấy. Hồng sẽ đang ngồi ở cạnh cửa nên quý vị nhá. Người đã xem ra vấn đề của gia chủ nha quý vị. Bên trên là thầy Tàu Hai đang chuẩn bị. Thêm mới, thêm hồng, thêm mới, thêm hải, thêm thắm và thêm vền nhé, cầm quạt. Đây là các đồ để lễ quý vị nhé. Ba cái nhà. Thank you.
chủ nhà nhá. Bà gần 100 tuổi rồi nha quý vị.
Bye.
chậm nó ập cái án. Đấy cái con tao nó thịt cho. Cắn đi cái kia thôi. Chúng nó lên chưa? Thật nhiên đi cái này hả? Đến lúc nào thì nó đi thịt lô. Thì nó đi cái này. Rõ ràng đâu, khả cái lăng mừng hẳn này, mình đi khả con này luôn. Tam tôi nhằm cứ bề xây cái hẳn đấy, nhằm thế chụp. Ông ấy rồi, bảo ông kia rồi. Hôm nay mừng hẳn này, tôi nó khả mừng. Tạo nghỉ à các thầy? Vâng. Bây giờ đây nha quý vị, nó lều dành cho hồn là chuẩn bị xong rồi nhá. Bây giờ mời quý vị cùng lên trên trần xem các thầy tào đang chuẩn bị nhá. Nhà thiết kế rất là hay nha quý vị nhá. Một trần nhưng hai tầng luôn. Hơn 7m, 8m này. Bên này có một phòng. Ở đây có một cái không gian rất là thoáng trước nhà này. Để cho khói nó lên nha quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sàn gỗ thật luôn nha quý vị nhé, rất là đẹp. Cầu thang cũng là gỗ thật luôn. Cảm ơn quý vị đã đón xem nha. Quý vị bấm đăng ký để xem những phần tiếp theo nha. Sẽ có phần hồn về rất là hay nha quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.